Hello. How are you doing today? As for me, I'm fine. Thank you. Today, we'll have a summary session of all the things we've learned so far in our household. Chào các bạn. Các bạn khỏe không? Hải Âu thì cảm ơn. Giờ trời cũng vẫn khỏe mạnh, bình thường. Hôm nay thì chúng ta có một cái buổi tóm tắt lại nha. Những cái điều, những cái từ mà chúng ta học thời gian qua trong cái căn nhà của chúng ta. 100 cái từ đó đó, Thì cái tóm tắt này đó Hải Âu chia ra làm 3 video Mỗi video Có khoảng 3 chục Câu nói Những câu đó là những câu ví dụ trích ra Từ Các cái từ đó 100 cái từ mà chúng ta đã học đó. Thì cách đánh số là Ví dụ như câu số 5 Là nó tương đương với lại cái từ số 5 đó, Ở trong cái chuỗi từ chúng ta đã học cái từ số 5 đó lúc hồi đó chúng ta có đưa ra cái ví dụ cách xài cái từ đó trong cái câu đơn giản cuộc sống hàng ngày đó thì bây giờ chúng ta lấy cái câu đó ra để chúng ta make sure là bảo đảm là chúng ta tận dụng nhớ lại hết là xài được hết mấy câu đó nha chứ không có chỉ là học những từ không đó thì đó vì cái đây là một cái buổi tó còn lại cho nên hãy ông chỉ đọc nha mỗi câu đọc hai lần nếu cần mình giải thích một hai từ đó kỹ lưỡng trong đó nhắc lại thôi chứ không để ra cái cách phiên âm IPA nha đó để cho nó lẹ nó không bị loãng nhưng mà đừng có lo nha đây chỉ là buổi tóm tắt thôi 100 cái câu đó còn sau cái đợt này đó là chúng ta mới bắt đầu thực sự, nó thực sự nó bước qua là những cái câu xã giao sinh hoạt sinh hoạt trong bình thường trong cả nhà của chúng ta tắm rửa đời ngủ nghỉ cười giỡn gì đó ăn nói gì đó thì khi đó Hải Âu sẽ kỹ càng lại nha nói ra từng câu một giống như các bạn nhớ lại trong cái video mà chúng ta nói những câu chào hỏi thông thường đó thì các quý vị the cái đó kỹ càng hơn mỗi chúng ta chỉ học mỗi lần có chừng 10 câu thôi mỗi câu kỹ càng ra từng từ một cách phát âm sao từ sao cách người Mỹ xài sao trường hợp nào nha còn trong cái đợt tóm tắt này đó ba cái video này 100 câu thì chỉ đọc nước thôi nha rồi ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Câu đầu tiên, câu số 1. This is my house. This is my house. Đây là nhà tôi. This là đây, is là my của tôi, nhà là house. Câu số 2. I sleep on the second floor. Go to the first floor. Nghĩa là tôi ngủ trên tầng 2. Chấm. Hãy đi đến tầng trệt. Tầng thứ nhất. I sleep. Là tôi ngủ. On trên the second floor. Là tầng thứ hai. Second là thứ hai đó. Floor là tầng. Go to the first floor. Là đi đến. The first là thứ nhất. Tức là tầng trệt đó. Floor là tầng. I sleep on the second floor. Go to the first floor. Câu thứ ba. Watch out. The walls have years. Watch out. The walls have years. Coi chừng. Nơi đây tai dắt mặt dừng. Watch out. Có nghĩa là cảnh giác. Coi chừng nha. Watch là dòm á đó, watch sao là một cái cụm đó đó nó là nó là coi chừng nha cảnh giác nha the walls là những bức tường này have years have là có years là lỗ tai á, những cái lỗ tai có nghĩa là có người núp ở đầu đó sau đây đó rồi câu số bố open or close the door open the door close the door là mở cửa ra vào hoặc là đóng cửa ra vào open là mở close là đóng door là cửa ra vào Câu số 5 open the window close the window mở cửa sổ đóng cửa sổ Rồi open là mở chúng ta biết rồi close là đóng the window là cửa sổ Go số 6. Climb on the roof. Walk on the roof. Climb on the roof. Walk on the roof. Leo trên mái nhà hay là đi trên mái nhà. Climb là leo. On the roof là trên mái nhà. Còn walk. Walk là đi. Đi trên mái nhà. Nhớ cái chữ climb này nó. Người Mỹ đọc climb không có chữ không có phụ ở bờ nha không có đọc không có đó cái đó không có đọc cái bờ đó climb đó climb mà không thôi câu thứ bảy I stand on the balcony I stand on the balcony tôi đứng trên ban công I là tôi stand là đứng on trên the balcony ban ban công balcony Câu số 8. Lean against the balcony railing. Hoặc là lean on the balcony railing. Hay là lean over the balcony railing. Có nghĩa là lean against. Lean against là dựa vào. Against là mình tựa vào cái lưng mình đó xoay cái lưng là mình tựa vào cái balcony railing balcony ban công railing là cái lan can đó mình cái quay lưng lại mình tựa cái lưng vô thì gọi là dựa vào lean against còn lean on là tựa trên có nghĩa là mình để cái tay mình chống lên đó trên cái ban công gọi là lean on the balcony railing cái lan can còn lean over the balcony railing có nghĩa là mình tì lên trên luôn dài cái người mình để dòm xuống mặt đường coi cái chuyện gì đó đó có chó cắn ở dưới đường hay sao vậy đó thì đâu mình dòm dưới dưới câu số 9 he plays in the front yard hoặc là he plays in the backyard he plays in the front yard or he plays in the backyard là thằng bé đó đó nó anh ta hắn ta gì đó he là nó plays là chơi đã ngồi thứ ba số ít phải có thêm chữ phải s vô nha he plays in the front yard in là trong front yard là sân trước phân là trước đó yard là sân hay là giường backyard là sân sau hoặc là giường sau nhớ nghe xài chữ in nha chứ không phải là on the front yard nha in ở trong. Câu số 10. I am on the terrace. I am on the terrace. Là tôi ở trên sân thượng. I, tôi, am đó là ở trên tôi chờ on tôi thì ở trên on trên sân thượng terrace sân thượng Câu 11 We gather on the porch. We gather on the porch. Chúng tôi hội họp dưới mái hiên. We chúng tôi gather. Gather là hội họp. On là trên. On the porch. Mái hiên. Porch là cái mái hiên. Việt Nam mình thì nói là dưới mái hiên. Nhưng mà Mỹ cái porch thì họ xài cái giới từ là on nha. On the porch chứ không phải là under the porch hay là in the porch Mỹ thì họ xài là on the porch Anh thì có thể nó xài họ xài là in the porch mà Mỹ xài là on the porch Câu 12 We sit and drink tea on the veranda We sit and drink tea on the veranda Chúng tôi ngồi uống trà trên hè chúng tôi we sit ngồi and yeah drink là uống drink tea tea là trà on the veranda veranda là hè đó nó cũng giống như cái con dạng cái porch là cái hiên hè đó rồi cũng xài chữ on nha trên chứ không phải là in the veranda nha mỹ dụ là on the veranda đó, trên hè câu 13 go up the stairs hay là go down the stairs là đi go là đi up là trên lên trên đó. down là xuống the stairs là cầu thang nhớ stair là nếu mà là cầu thang là phải có s nha cái stairs có s đó tại vì nó là những bậc thang đó rồi tức là đi lên đi xuống cầu thang còn nếu mà mình leo đó mình nói climb up or climb down the stairs climb up là đi leo lên Climb down leo xuống cầu thang Hoặc là con đít nó chạy Đó, Nó run Nó run Nó run up the stairs Hay là run down the stairs Có nghĩa là chạy lên chạy xuống cầu thang Câu 14 Hold on to the stair handrail Hold on to the stair handrail Nắm tay dịnh cầu thang ở đây khi người ta nói đó, mình nói đầy đủ, mình nói là stair handrail. Mà người Mỹ thì thường nói tắt thì nó bỏ chữ stair đi nha. Tại vì cái handrail là cái tay dịnh là biết rồi, mình đứng cái trên cái khu gần cầu thang, mình nói tay dịnh đi chỉ có tay dịnh cầu thang chứ đâu có tay dịnh nào khác nữa. Thành ra là cái handrail là được rồi, tay dịnh thôi được rồi. Hold on to, tức là hold là nắm dịnh vô đó. On to là dịnh vô, dịnh vô, đó bám vô cái handrail đó là bám vô cái tay vịn đó đó handrail câu số 15 turn the door handle turn the door handle là xoay cái tay cửa turn là xoay đó mình xoay mình xoay đó đó turn the door handle door là cái cửa ra vào cái handle, handle là cái tay, tay của cửa ra vào. Nhiều khi mình đứng ngay cái cửa ra vào thì mình khỏi cần nói door luôn. Mình chỉ nói là turn the handle là được rồi, là cũng hiểu rồi. Là sai cái tay cửa đó, cửa. Câu tiếp theo, câu 16. Change the door lock. Change the door lock. Hoặc là nói bỏ chữ door cũng được. Change the lock nghĩa là thai khóa, thay khóa, khóa cửa, change là thay, lock là khóa, The door lock là cái khóa của cái cửa đó, đó, đó. mình thay khóa, đó. Đó. change nhớ đọc cái phụ âm là chờ nữa nha, change, change chờ chờ đó chờ chứ không phải là giờ nha, không phải thì giờ nó mạnh hơn nữa, nó giữa giờ và chữ chờ đó, change change the lock. Câu 17. Turn the key to unlock the door. Turn the key to unlock the door. Xoay chìa khóa để mở cửa. Turn the key, chúng ta biết rồi. Xoay cái chìa khóa đó. To unlock. Unlock là mở. To lock là khóa. Mà unlock là mở. The door là cửa unlock đọc chiếc cờ cờ nha unlock nếu mà đọc lẹ đó thì có thể không cần phải chiếc cờ đó quá rõ chứ unlock the door đó cũng được rồi nhưng mà khi đó là chúng ta nói trong tương lai chúng ta sẽ về phần liền âm đó chúng ta sẽ nói về trường hợp đó là người Mỹ khi học lẹ lẹ quá đó thì họ không có nói là unlock the door như người Anh và người Úc mà khi đó họ chỉ nói là unlock the door. Nhưng mà cái âm cờ đó nó trở thành âm chặn nha. Chúng ta sẽ về liệt âm. Tương lai chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái vụ này. Câu 18. Open the door latch. Hoặc là close the door latch. Open the door latch. Close the door latch. Là mở then cửa hoặc là đốc then cửa open là mở close là đóng uh, the door latch latch là cái then latch câu 19 install the hinge install the hinge gắn bản là install là mình lắp lắp cái gì lên mới mua về đó lắp vô bắt ốc dít từ kia vô đó nó gọi là install install là đó mình lắp đó, thiết lập cái đó đó install hinge hinge là cái bản lề nha cái bản lề đó mình nó 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 nối giữa hai cái nếp cánh cửa đó nó nối vô cái tường cái hinge cái install này nó đọc là install hơi có ồ, ồ sau cùng nữa nha install The hinge Đọc là hinge chứ không phải là hinge nha Tại vì nó y ngắn Còn cái chữ install có chữ O Tại vì cái âm L đó nó cuối chữ đó Thành ra nó thêm chữ O vô Install the hinge Gắn bản bè. Câu 20 Stand on the doormat Stand on the doormat đó. Đứng trên thảm Từ stand Là đứng on trên the DOORMAT là cái thảm của cái trước cửa đó door cửa mat là là cái tấm thảm đó đó thảm chiều chân đó, đó, thì cái stand này đó, là chúng ta thấy là Mỹ đọc là cuối cùng đọc luôn phù hợp nha là đờ luôn nha stand bởi vì cho nên khi mà đọc mà lẹ đó thì nó nối qua cái on cái nguyên âm của cái tiếp là on thành ra là stand on stand on còn nếu mà đọc chậm rãi thì người mỹ đọc rời ra stand on the doormat còn nếu đọc lẹ thì stand on the doormat đứng trên thảm 21 câu 21 là we are in the living room we are in the living room chúng tôi ở trong phòng khách we are là tôi chúng tôi thì là đồng từ to be đó are in là trong the living room phòng khách phòng khách là living room nhớ đọc là living chứ không phải là living tại vì chữ e đó là y ngắn nó đọc e we are đọc lẽ là we're 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 đó. we're in the living room chúng tôi ở trong phòng khách câu 22 I sleep on the floor I sleep on the floor Tôi ngủ trên sàn nhà. Tôi là I sleep. Là ngủ. On the floor. Trên sàn nhà. Floor là cái sàn nhà. Floor còn có nghĩa là cái tầng nữa. Cái tầng 1, tầng 2 này kia. Nó có mấy nghĩa khác nhau. Thì cái sleep này đó là phát, phiên âm của nó là phát âm là sleep. Y dài nha, Sleep. Đồ mi pa hai âm y dài và bờ nó rời ra sleep chứ mỹ họ không đọc là sleep sleep như việt nam mình nha mà nó là sleep rồi với pờ sleep nếu mà đọc chậm thì là i sleep on the floor là nó đọc đầy đủ phụ âm nó đó. đó nó, nó tách rời ra còn nếu mà đọc bình thường trong cuộc sống đó đọc thì người đọc nhanh á thì người mỹ đọc nối qua nha i sleep on on nha i sleep on the floor đó nó nói qua cái cái nguyên âm đoạn. tôi ngủ trên sàn nhà câu 23 I hang the plant from the ceiling I hang the plant from the ceiling tôi treo cây ở trên trần nhà I tôi hang là treo hang the plant là treo cái cây cái plant này là loại cây nhỏ đó Thì thường thường có loại là, là cây kiển đó cây ở trong nhà đó, gọi là indoor plant Để chúng ta nói tắt là cái cây thôi cái cây plant from the ceiling là từ cái trần nhà mà treo xuống nha ví dụ trên trần nhà mình móc cái dây rồi mình móc xuống cái, cái chậu cây đó móc xuống thì cái điểm này lý thú chỗ này nè Việt Nam mình thì không nói là ai tôi treo cái cây từ trần nhà hoặc là treo cây ở dưới trần nhà hết đó. mà mình chỉ nói là treo cái cây ở trên trần nhà đó, mình nói là trên như người Mỹ đó họ họ lại nói là từ cái trần nhà hoặc là dưới cho đó họ dịch là I hand the plant from the ceiling tức là từ cái trần nhà tôi trồng cái cây xuống cái dây xuống hoặc là under the ceiling nha tức là dưới trần nhà chứ không phải trên tại vì trên trần nhà họ sẽ hiểu là trên tóc nhà luôn nha ở trên cái trần nhà trần là nó mép trên đó là thành cái nóc nhà luôn nè người Mỹ đó họ chính xác lắm là họ để cái điểm này cũng lý thú chút xíu nha mình um dành ra một hai phút để nói cái này là người Việt Nam mình á khi mà mình nói một cái từ ví dụ như là tôi treo cây trên trần nhà lý do tại sao mình xài trên với từ là trên tại vì cái trần nhà ở trên đầu của mình đúng không mình lấy cái cột mốc á là con người của mình thành ra cái gì chung quanh của mình đó là mình lấy cái cột mốc đó cái gì ở trên mình thì mình gọi là ở trên trên trời dưới đất đúng không tại đất nằm dưới mình trên trời đó rồi trên trần nhà đúng không ở dưới sàn nhà thành đó là trên dưới của mình còn người mỹ á, âu mỹ thì nó khác nó lấy chính chính cái 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 vật đó đó làm làm cái là cột bóc luôn khi mà nó nói cái gì chung quanh của cái vật nào đó đó thì nó lấy chính cái vật đó làm hệ quy chiếu là cột mốc đúng không chứ không phải lấy cái bản thân của của mình ra Thành ra là nếu mà tôi treo cái cây ở trên trần nhà đó thì mặc dù trần nhà ở trên nhưng mà tại vì cái cây nó nằm dưới cái trần nhà mà đúng không? Cho nên là nó lấy cái trần nhà đó nó, nó làm cột mốc cho nên cái cây phải nằm dưới chứ nếu mà nằm trên là thành ra nằm trên nóc nhà rồi cho nên nó phải nó under the ceiling là vậy đó hoặc là from the ceiling từ cái trần nhà đó, nó mới dòng cái dây xuống là nó mới treo cái cột thành ra cái cách suy nghĩ của người Âu Mỹ là nó khác cách suy nghĩ của người Âu Mỹ tức là không lấy mình làm cái trung tâm điểm mà họ nhìn khách quan ra ngoài cái vũ trụ họ dòm dòm thấy cái vũ trụ tất cả hiện tượng thiên nhiên sao thì họ lấy cái đó làm cột mốc chứ họ không lấy cái bản thân của mình đó là cách nhìn của hướng ngoại hướng ngoại là không có kể có tôi trong đó nha tôi không tồn tại cũng được luôn nhưng mà tôi dòm cái thế giới xung quanh là sao đi đó. còn người Á Đông của mình nói chung á, thì là mình hướng nội tức là mình chú trọng vô cái bản thân của mình và cái cảm giác của mình cách mình nhìn ra thế giới làm sao thành ra mình lấy cái mình làm cột mốc mà đó thành ra hai cái lối nó khác nhau nó cũng liên quan đến cái vụ mà theo hải âu nghĩ đó thì nó cũng liên quan cái vấn đề mà culture đó là cái văn hóa họ tan dốc vậy là mất mấy phút rồi đó đi vào ba câu tiếp theo nữa nha câu 24 mươi turn on the ceiling fan. Bật quạt trần. Turn off the ceiling fan. Tắt quạt trần. Turn on là bật. Turn off là tắt. Ceiling. Ceiling là chúng ta biết rồi trần đó, đó Fan, fan là cái quạt, 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 quạt trần đó. chúng ta nhớ cái chữ ceiling á thì đa số người Mỹ họ đọc seal ceiling giống như xíu mại vậy đó ceiling lý do là tại vì nè chúng nếu các bạn tra vô cái từ này đó trong từ 24 ở trong cái chuỗi mấy bài cái bài học của chúng ta đó thì cái từ này cái phiên âm IPA của nó là cái C nó hai âm C và link C si là Y dài đúng không? Thì mình đọc nó ra là C si rồi. rồi linh. Nhưng tại sao Mỹ nhiều người đọc thành là siêu, siêu. Siêu nó có thêm cái xíu mại vô đó. Tại sao vậy? Tại lý do là tại cái âm L đó đó. Âm L, linh đó. Đó là âm L. Nếu mà nó giữa chữ hay cuối chữ, người Mỹ thêm chữ ồ vô nha. Thêm cái âm ồ trước khi qua là thành là siêu, siêu link. Đó, đọc nghe lẹ thì nó giống như ceiling vậy đó. Ceiling, ceiling. Nhưng cũng có một số người Mỹ không đọc cái ồ đó quá mạnh mà họ đọc giống rất là nhẹ như là người Anh hoặc là người Úc vậy đó, người Anh đó. Người Anh thì không có đọc chữ ồ đó mạnh thành ra là cái chữ ceiling họ đọc là ceiling nữa nha. Chứ không đọc là ceiling. Rồi. Câu số 25. She waves the hand fan back and forth. She waves the hand fan back and forth. Là bà ta phe phẩy cái quạt, quạt tay. Hand fan. Hand là tay. Fan là quạt, quạt cầm tay đó. Nếu thường thường mình dò bà đang ngồi quạt thì mình chỉ nói là cái fan thôi cũng được rồi. Không cần phải... Tại vì ngõ giáo giác chung quanh đâu quạt nào khác gì có cái bà đó có bà phe phẩy cái quạt đó thôi. Là mình nói cái fan không có được nha. Đó, she waves the fan back and forth. Cũng được luôn. Thì là she là bà ta. Waves là phải phải, dễ dễ. Back the fan là cái quạt back and back and forth. Tức là tới lui, nó cứ quạt tới quạt lui vậy đó. Back là ngược trở lại. Forth là đi tới trước, cứ giật tới giật lui vậy đó. Đó, quạt tới quạt lui. Đó, nó gọi là wave back and forth the hand fan cái hand này nó bỏ qua cũng được nhưng mà nếu đọc là phải đọc từ từ người mỹ đọc đầy đủ nha có đờ đờ âm phụ âm đờ nha hand hand có đờ nha chúng ta nhớ lại trong có cái cái từ mà leo trèo đó climb climb hải âu có nói đừng đọc là cái âm âm bờ đó là lý do là tại vì nào trường hợp cái climb đó đó thì dòm vô ký tự phiên âm không có cái âm bờ nha mặc dù cái spelling là cái đánh dần đó thì có cái chữ bờ nhưng mà khi phát âm không có âm bờ khi mà hải âu nói là người âu mỹ đó người âu mỹ đó họ đã đọc đầy đủ tất cả các phụ âm là nói về âm nga trong cái phiên âm ipa mà chúng ta dòm thấy nếu mà trong cái phiên âm đó đó nó có âm phụ âm nào bờ hay là sờ tờ gì đó là người mỹ đọc hết nha nhưng mà cái trường hợp cái chữ climb, climb mà nếu mà dòm vô phiên âm, mặc dầu là cái chữ climb nó đánh dần, đó nó là c l i m b tức là đầy đủ có cái chữ b ở trong đó đúng không? Nhưng mà dòm vô ký tự phiên âm á, trong từ điển, cách đọc thì là không có cái âm bờ nha. Cho nên trường hợp đó chúng ta không được chế ra là thêm cái tra thêm cái âm bờ vô nha mà chúng ta chỉ đọc climb climb đó cho nên nối qua cái climb on đó, thì nó thành là climb on đó. chứ không phải là climb on nhớ nghe đọc để phụ âm là đọc phụ âm là để căn cứ theo cái phiên âm IPA phiên âm phát âm nha chứ không phải theo đánh dần rồi tiếp theo câu 26 I vacuum the carpet. I vacuum the carpet. I là tôi hút bụi thảm. I là tôi vacuum là hút bụi. Uh, vacuum cái gì? Vacuum the carpet là hút bụi cái cái carpet là cái thảm đó. Carpet là thảm trải hết trong nhà đó. Thì cái vacuum này nó các bạn nói là chúng ta để phát âm từ từ thì cái nó nó gồm có mấy âm chính chánh này nè. Vac đúng không? Ta còn vác trước cái đó. nửa nửa e nửa a, rồi mới kêu âm, kêu, rồi âm cái đó, âm nhẹ thôi nha, kêu âm, kêu âm, vác đó. Đó là một trong mấy cách phát âm khác nhau của cái này nha. Chúng ta chỉ nói là cách phát âm dễ nhất thôi. Rồi, I vacuum the carpet. Tôi hút bụi thảm. Câu 27. He hangs a pendulum clock on the wall. He hangs a pendulum clock on the wall. He hangs a pendulum clock on the wall. Anh ta treo một đồng hồ quả lắc trên tường. He anh ta hangs. Là treo. Hang là treo. Vì cái này là ngôi thứ ba số ít. Là he anh ta đó. Cho nên theo thêm chữ SEO là hangs. A pendulum clock. Một cái đồng hồ quả lắc. Clock là đồng hồ pendulum là quả lắc pendulum nha pendulum the pendulum đầu hồ quả lắc on the wall trên tường the wall là tường on the turn đó. thì chúng ta thấy đó he hangs a pendulum clock on the wall nếu mà hải âu đọc chậm đó người mỹ họ đọc chậm thì họ đọc rõ ràng nó từng chữ một nó rời ra he hangs thì khi đó họ vẫn đọc đầy đủ tất cả các phụ âm từng chữ một nha. He hangs a pendulum clock on the wall. Còn nếu mà học đọc lẻ đó, đọc như là văn nói bình thường trong ngày đó, thì họ nói qua nha. He hangs, đúng không? Hangs là nó nói qua à? He hangs a pendulum clock on clock on the, clock on the wall. Đó, nó nói qua anh ta treo một đồng hồ quả lắc trên tường. Từ từ đó là một câu thì Hải Âu sẽ đọc là với tốc độ chậm để cho các bạn nghe rõ từ từ rồi sau đó đọc theo tốc độ bình thường ấy, thì nó nói câu 28 I turn on the light. Tôi bật đèn. I turn off the light. Tôi tắt đèn. Ai à. là tôi? Turn là Turn on là bật Turn off là tắt Tắt máy, tắt đèn, tắt cái gì cũng được hết đó. Mình cứ on off vậy đó Đó Turn on the light Light là đèn Rồi chúng ta thấy đó Là cái turn Nhớ nha Đọc là có âm r rờ, rờ nha Ở giữa Và cũng như là Thái Âu nói đó Là khi người Mỹ đọc á, cái nguyên âm và phụ âm của cuối 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 chữ rời ra nha thành ra mấy cái hai cái nốt rời ra chứ không đọc là quá cục lục thành một nốt như việt nam mình mình thì mình cứ đọc là turn 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 i turn chứ người mỹ không đọc là turn họ đọc thơ 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 tự thơ rồi với in một cái turn i turn đó thông thả thành ra turn in một cái turn hai nốt của mình là turn turn đó có một nốt đó. I turn I turn on đó. Turn on Tại cái âm N nó mới bắt qua I turn on or I turn off The light The light Cái light này đó là đèn Thì mình đọc Tại vì cái âm tờ cuối cùng nếu mà nhìn vô phiên âm đó, Của trong cái chuỗi mà học IPA đó Phát âm thì nó kết thúc vào âm tờ Thành ra cái âm light đó, đó thành ra nó thành ra nó cục hơn một chút xíu nha thay vì đồng thời thường thường mình là mình đọc ai ai thông thả ra like nhưng mình đụng vô kết thúc bờ ấp thành nó thành nó không phải là like nữa mà nó là lay giống như lay động vậy đó còn ai kia là ai ai quán ai quán thì nó khác còn này lay động đó nó thành nó á đó. đó thế là light light rồi tôi bật đèn hay tắt đèn cái vụ mà những cái từ giống giống nhau đó mà tận cùng mà chữ đờ hay chữ tờ mấy cái mà thì trong tương lai hải hồ sẽ xúc chiêu ra khỏi hồ lô nghe. các bạn yên tâm đâu những cái chuỗi những video rất là hứng thú hào hứng lắm để chúng ta cứ so sánh từng cái cặp từ mà nó cứ giống nhau mà những người không phải Hậu mỹ cứ chúng ta mắc lỗi là cứ đọc đại tài nó giống, giống nhau hết á thì chúng ta sẽ ra một loạt những video đó nha mỗi video nó ngắn có chừng ba bốn phút thôi để coi từng cái cặp từ đó là để chúng ta dần dần thành thói quen là phân biệt được nha. Rồi. Câu tiếp theo, câu 29. We sit on the sofa. We sit on the sofa. Chúng tôi ngồi trên ghế salon. We chúng tôi sit ngồi on the trên the sofa. Sofa là ghế salon. Thì cái set là chúng ta chúng ta biết rồi, set. Nhớ đọc người Mỹ đọc cái âm phụ âm tờ cuối cùng nha. Thành ra khi mà đọc nếu mà đọc chậm á thì họ đọc là we set on the sofa. Nếu họ đọc bình thường trong cuộc sống thì họ đọc nối qua nha. We sit on. We sit on cái âm tờ đó nối qua. Nhưng mà âm tờ đó đó thì người Mỹ nhiều người đọc thành âm đờ. Trong tương lai gần tới đó chúng ta cũng sẽ nói Dài tuần trước chúng ta đã nói về cái vụ mà ông tờ đó có 6 trường hợp đọc, có khi đọc thành đờ, đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa tìm hiểu những trường hợp nào thì nó đọc một trong 6 cách đó. Khi nào đọc tờ, khi nào đọc đờ. Thì trong sắp tới chúng ta sẽ học về cái một cái video riêng về cái đó nha. Hiện giờ chúng ta chỉ biết là nó đọc, thường thường đọc là đờ. We sit on, sit, sit on the sofa. Chúng tôi ngồi trên kẻ salon. Rồi, câu 30 câu cuối cùng của cái video ngày hôm nay là tôi I put my feet on the sofa rug. I put my feet on the sofa rug. Tôi để chân trên thảm salon. Ai là tôi. Put là để. My feet là chân của tôi. Có hai chân đó. Còn một chân đó là my foot. Đừng có nhớ nha my feet nha chứ my foot nó giống như là cái chuyện mà hải âu nói anh thư binh gì đó ông thầy đó thợ điện mà vô thằng nhỏ đi đó đó nó đưa một cái cẳng nó lên đổ đưa ra vô điện nó bị giật chứ đó ông thợ điện đó nó có một chân chân kia chân gỗ thành ra là nếu mà nó i put my foot một cái chân thì tức là thư binh nha cái này là feet hai chân on the sofa rug trên thảm salon rug drug là thảm nó trải thảm loại nhỏ đó nó trải dưới cái bộ salon đó, đó ở trên sàn nhà sofa là bộ salon cái salon đó, đó. rồi như vậy là chúng ta mới tóm lược lại nha sơ lược lại là ba chục câu đầu tiên trong một cái chuỗi 100 câu ví dụ của 100 cái từ mà chúng ta đã học trồng đã suốt hơn một tháng qua trong các vật dụng trong nhà đó thì tại vì trước khi mà chúng ta bước qua những cái đề tài hứng thú hơn sinh hoạt ở trong nhà cười nói giỡn sau sao đó coi tivi sao đó thì bây giờ chúng ta phải ôn ông bà mình nói gọi là gọi là đâu là, là ôn cố tri tân đó đúng không đó mình phải ôn cái cũ để là mình biết qua cái mới nó vững chắc hơn thì trong 100 câu chúng ta đã ví dụ cho 100 cái chữ đó, đó ở trong nhà thì chúng ta hãy biết cái đó đó rồi chúng ta từ đó lên cái nền tảng nữa ta sẽ qua những cái câu mới hứng thú hơn nha khi đó chúng ta sẽ học những cái động từ mới những cái sanh hoạt mới ở trong nhà thì chắc chắn khi đó chúng ta không phải là một lần mấy chục câu như vậy nó nhiều quá nó xin lỗi chứ học nhiều quá nó bội thực cho nên là cũng phải cắt ra là vậy đó nhai nhiều quá nhai thịt nó dai nhiều khi nhai hồ nó xúc luôn hào nông giả thôi đó rồi vô 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 ăn trời anh ơi tôi thấy anh cho thịt ăn sao dai quá vậy rồi anh nghe nó lạo xạo xin lỗi cái đó là cái răng giả của anh nữa đó. đó thì do đó chúng ta phải từ từ nha cho nên hết cái đợt mà 100 cái câu này đó thì chúng ta sẽ nhẫn nhà trở lại nha các bạn nhớ lại chúng ta đã học cái video chào hỏi thông thường rồi đó thì chỉ cần cần cái chừng chục câu thôi mỗi video một chục câu nhưng mà chúng ta sẽ phân tách kỹ lưỡng ra trong câu đó từng chữ một cách phát âm rồi cái nghĩa của nó đổ không? để cho nó rồi cái trường hợp nào người mỹ xài và cách nói nó là làm sao thành ra đừng có lo cái vụ đó đồng thời chúng ta sẽ song song hàng tuần ra tiếp tục là về cấu trúc văn phạm nữa để chúng ta biết được cái từ cái loại từ tính từ tính từ động từ sao cách chia thì sao nó ráp vô chủ từ sao từ từ chúng ta sẽ rành rẽ hơn để khi mà chúng ta học song song đó những cái câu nói thường ngày thì cho chúng ba biết được cấu trúc để không phải chúng ta chỉ có học tủ nha nghĩa là chúng ta sẽ ra học mỗi lần về từ dựng là có khoảng chục câu nhưng mà không phải là chỉ học tủ chục câu đó bỏ túi rồi sao mà các bạn phải biến quá nha Hải Âu là chỉ có nhiệm vụ cung cấp cho các bạn một chục câu đó thôi. Đó, rồi cung cấp thêm cử pháp, cách ráp nữa. Thì từ chục câu đó mình sẽ học tự mình ráp ra cả trăm câu khác luôn mình biến quá. Thí dụ như là biến quá từ, quá khứ, hôm qua tôi làm cái chuyện đó thì sao? Mà hôm nay, ngày mai thì sao? Cô ta thì sao? Anh, các cô gì chú bác thiếm thì là sao? Đó, mình biến quá được nha. Chứ không phải là chỉ có học tủ không. Ok, như vậy là hôm nay bắt đầu nha. Hẹn các bạn trong cái buổi tiếp theo thì sẽ học có chừng 3 bốn chục câu nữa. Và tiếp theo nữa khác, đồng thời đón xem sẽ tiếp tục ra về sự chia độc thường theo theo thầy nha. Rồi, bye bye, have a good one.